Nước sông Hồng lên cao, học sinh đi học bằng thuyền. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua ở khu vực phía Bắc, cộng với việc các hồ thủy điện xả lũ khiến nước các sông từ thượng nguồn đổ về rất lớn. Tại Hà Nội, mực nước sông Hồng đang dâng rất cao, gần sát với mức báo động 1, nguy cơ gây ngập ở khu vực ven bờ và khu vực bãi giữa. Sáng ngày 10 tháng 9, nước sông đã gây ảnh hưởng tới một số vùng trũng thấp ven bờ tại quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ, như tại các phố Trương Dương Đổ, Tứ Liên, Âu Cơ. Ghi nhận của phóng viên tại Trương Dương Đổ, Hoàn Kiếm, nước dâng cao khiến cho nhiều người dân đi lại khó khăn, học sinh phải đi học bằng thuyền. Trước đền Hai Bà Trưng đường Bạch Đằng hiện nay, nước đã lên cao, còn cách bờ khoảng 2 mét, nhiều nhà dân ven bờ sông nước đã ngấp nghé vào nhà. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 19 giờ ngày 9 tháng 9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 7,56 m, dưới báo động 1 là 1,94 m. Dự báo lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên nhanh, lưu tốc dòng chảy lớn do chịu ảnh hưởng của lũ trên các sông và điều tiết của các hồ chứa thượng lưu.